Chào các bạn, hôm nay tôi đến thăm anh Igor để chạy thử một chiếc ô tô điện. Người ta thường liên hệ với công ty của chúng tôi với mục đích chuyển đổi một chiếc ô tô chạy xăng thành một chiếc ô tô điện. Nên tôi nghĩ rằng, ô thế tại sao mình không lái xe chạy thử và tự mình xem thế nào và trò chuyện với những người đã làm được việc này. Đây là chiếc xe rất độc đáo, Lada Elada, đã được sản xuất hàng loạt với loại động cơ đại trà. Nhưng động cơ đã được quấn lại cuộn dây như Slavyanka. Chiếc xe điện này thuộc dòng sản phẩm rất hiếm do Aptovaz sản xuất năm 2013 với một động cơ kéo không đồng bộ được lắp từ nhà máy. Nó đã chạy được khoảng 40.000 cây số theo dạng nguyên bản như ban đầu. Sau đó tôi bắt đầu nâng cấp nó. Động cơ kéo được quấn lại bằng cách sử dụng công nghệ cuộn dây kết hợp. Sau đó điều chỉnh bộ điều khiển và tất cả các thiết bị điện tử cho nó và ắc quy chủ lực cũng được thay thế. Ắc quy chính hiện nay được lắp đặt với công suất 26 kWh trên các phần tử kettle. Ắc quy ban đầu là 22 kWh với tầm hoạt động khoảng 130 cho đến 150 cây số. Tôi quyết định hiện đại hóa triệt để và trước tiết là chọn động cơ điện cho công việc này. Theo đó, động cơ điện này tại phòng thí nghiệm của Sovenmars đã được quấn lại bằng cuộn dây kết hợp và lắp đặt lại trên chiếc xe điện này. Nhưng để được tất cả kết quả tối ưu, tôi đã lắp đặt một bộ điều khiển khác, thậm chí một số bộ phận khác nữa, đồng thời điều chỉnh rất chính xác mọi thứ được hợp với nhau. Sau khi hiện đại hóa, tôi đã thấy chắc rằng cái ô tô điện đã trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều, phạm vi hoạt động của chúng tôi thực sự đã tăng được gấp đôi. Ở chế độ bình thường, mức tiêu thụ sẽ là 85 Wh mỗi cây số. Tôi đã lái xe khoảng 238 cây số đi một chiều và vẫn còn khoảng 40 cây số năng lượng dự trữ. Tức là trên đường cao tốc, tốc độ chạy là khoảng 70, 80, 90, trong thành phố tương ứng là 40, 50, 60, tức là chế độ lái xe phổ biến thông thường. Ở chế độ ùn tắc giao thông, tức là khi lái xe chậm vì tắc đường với tốc độ 5 hay là 10 cây số, mức tiêu thụ giống như xe đạp điện vậy, công suất khoảng 300 W và hơn hoặc kém một chút. Còn ở chế độ thử nghiệm như đã thử nghiệm xe Ioniq của Hàn Quốc, chúng tôi đã tính toán thấy rằng nó có thể đi được khoảng cách 400 cây số với loại ắc quy này với mức tiêu thụ khoảng 56 cho đến 65 Wh trên mỗi km. Chúng tôi đã lái xe hơn 12 cây số để đến đây, đi trong thành phố, đi đường cao tốc không có hệ thống làm mát, nó đã bị tắt. Và chúng tôi khi chạy xe đến đây sờ vào bộ điều khiển, các ống mềm ở gần động cơ nơi mà có thể với tới, tất cả đều lạnh. Nếu đó là dương 40 độ vào mùa hè thì sao? Thì nó sẽ là khoảng 50 độ ở trên động cơ, tức là không cần mật hệ thống làm mát à? Về nguyên tắc thì nó không cần thiết, vậy là động cơ này có hệ thống làm mát. Nhưng sau khi quấn lại theo cuộn dây kết hợp Slavyanka, bạn không cần sử dụng hệ thống làm mát nữa. Tôi thỉnh thoảng có sử dụng nó, nhưng về cơ bản là vì mình đã lắp nó rồi cho nên nó cứ hoạt động, chứ không nhất thiết là tôi phải dùng. Như bạn đã thấy đấy, tất cả đều mát lạnh. Vâng, đúng vậy. Thế thì hãy bắt đầu thử nghiệm. Nào, bắt đầu thôi. Nào, đi thôi. Vâng, bây giờ chúng tôi đang chạy dọc con đường. Tôi không có cảm giác nó là một xe điện chút nào. Nó hoạt động giống như một chiếc xe chạy xăng thông thường. Vâng, có sự khác biệt nào đâu. À, điều duy nhất là không có tiếng ồn của động cơ. Không có rrr. Nhiều người thích có tiếng rrr, nhưng chúng tôi không thích. Chà, nhưng mà chúng ta có thể tự tạo ra rrr đó. Có chứ, chúng ta có thể vừa lái xe vừa kêu rrr. Nó tăng tốc rất là nhanh từ trạng thái dừng. Thật đúng ra là chỉ trong vài giây là đến 60. Hơn nữa, bây giờ tôi thậm chí còn không đạp bàn đạp tí nào, chỉ nhấn một cách nhẹ nhàng thôi. Mức tiêu thụ hiện nay là khoảng 13 kW, chúng tôi đang đi lên dốc. Thì mức trung bình của chúng ta là bao nhiêu? Khoảng 40 kW. Tất nhiên động cơ này khá mạnh đấy. Và đây là đoạn đường tốt, cảm thấy rõ luôn. Bây giờ mình hiểu rằng cái xe này chạy điện vì âm thanh rất dễ chịu. Vâng, âm thanh duy nhất là tiếng của con đường. Vâng, bạn chỉ nghe thấy mỗi tiếng ồn của bánh xe thôi. Đã lắp đặt bộ sạc mới. Bây giờ bộ sạc đặt ở phía trên cùng và không sợ trời mưa hay bất cứ thứ gì khác. Đây là dòng một chiều. Đây là bộ chuyển đổi của chúng tôi từ điện áp cao thành 14V để sạc ắc quy 12V. Và cũng từ đó ra nguồn cho âm nhạc, ánh sáng và mọi thứ khác hoạt động. Đây là hộp ắc quy phía trước. Ở đây có một cục pin nhỏ. Thế thôi.
Còn lại mọi thứ khác từ nguyên bản. Thật tiếc rằng chúng tôi không thể cho các bạn xem động cơ nó nằm sâu ở bên dưới. Chào mọi người. Hôm nay tôi có cơ hội được tham gia một buổi đánh giá tuyệt vời về xe điện. Bản thân tôi là một người rất yêu thích xe điện và luôn thấy rung động về chúng. Trước đây tôi đã có một chiếc xe Leaf với tầm xa hoạt động khoảng 100 hay là 120 cây số. Đây là cái chiếc xe sản xuất năm 2018 có ắc quy 40 kW, phạm vi hoạt động là 250 cây số vào mùa hè và khoảng 200 cây số vào mùa đông. Thực tế là xe anh ấy có 40 kWh còn chúng tôi có 26 kWh. Vậy mà quãng đường đi được thật sự là như nhau cho một lần sạc đầy. Bây giờ chúng ta đang chạy tốc độ nào? Khoảng 60-70. Nghe này tuyệt vời. Đây là chúng ta đang đi lên dốc. Các bạn ơi, đã 80 rồi đấy. Tôi cũng không đạp ga tăng tốc, tôi lái xe bình tĩnh như thường lệ. Mức tiêu thụ hiện tại là bao nhiêu? Bây giờ mức tiêu thụ vẫn giữ nguyên không thay đổi. Đây này, 13 kW. Tức là 60 hay 90 không quan trọng à? À không, tôi có hạ ga ở đây. Bây giờ chúng ta vừa mới xuống dốc, tốc độ lập tức lên trên 90 và mức tiêu thụ giảm xuống. Bây giờ có tôi nói là khoảng 6,5 hay là 7 kW. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra động lực của chiếc xe và tự mình cảm nhận. Này đây, tôi đang nhấn bàn đạp và ngay lập tức nó đã là 90. Chà, thật là thú vị. Vâng, tôi sẽ không dám nói rằng chiếc Mini Cooper của tôi nó khởi động nhanh hơn. Thậm chí tôi còn thấy hơi sợ nữa. Kinh thật. Nghe này, đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc ô tô điện và tôi rất là ấn tượng. Tốc độ của chúng tôi đã là hơn 100 rồi đây. Vâng, rất là thú vị. Chúng tôi sẽ thử phanh lại. Chà, hệ thống phanh thì rất bình thường. Eager, ở đây có ABS không? Có chứ. 60. 80. 90. Tuyệt vời, lên đến 90, động lực nói chung là tuyệt vời. Và bây giờ bạn thả ga và chạy bằng quán tính. Vâng, tôi vừa thả bàn đạp và nó vẫn cứ chạy. Dạ, nó đang chạy như cũ, tức là động lượng thật là đáng kinh ngạc. Nhưng bây giờ nó đang xuống dốc. Nhân tiện lên dốc cũng không tệ hơn đâu. Nó chạy lên dốc cũng theo cách gần như vậy. Các bạn ơi, nói chung rất là tuyệt vời. Mini Cooper tăng tốc lên 100 trong 8 giây. Cái xe này không hề tệ hơn. Tức là động lực tăng lên đến khoảng 75 cây số giờ, nhanh như một viên đạn. Sau đó nó bắt đầu yếu đi một chút. Nó rất là tiết kiệm. Nhìn vào các thiết bị đo có thể thấy rõ rằng khi bạn lái xe ở chế độ nhẹ nhàng như vậy, trên các thiết bị đo ta thấy rằng nó sẽ tiêu tốn năng lượng ít thôi. Nhưng tất nhiên không thể so sánh với một chiếc xe đạp bằng điện khi nó chạy 60 mà nó vẫn có thể giữ được mức tiêu thụ khoảng 1, 2, 3 kW. Tức là đây là mức năng lượng bình thường. Hôm nay chúng tôi đã thử nghiệm Elada, một chiếc xe điện tuyệt vời. Hơn nữa, những chiếc xe này thuộc các thế hệ khác nhau. Nhưng có điều đáng ngạc nhiên mà chúng tôi phát hiện ra, đó là chiếc Leaf này, một chiếc xe đời 2018, đỉnh cao của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản với động cơ 150 mã lực. Về nguyên tắc, hai chiếc xe điện đều đi một khoảng cách giống như nhau. Ở đây là 40 kW và ở kia là 26 kW. Muốn hiện đại hóa thêm nữa, ở đây có lĩnh vực hoạt động rất là rộng. Bạn có thể tăng thêm ắc quy lên 40 kWh bằng các bộ pin sạc hiện đại. Tăng khối lượng của xe lên khoảng 30 đến 40 cân và chúng ta sẽ có thể đạt được 400 cho đến 500 km phạm vi hoạt động. Bằng cách lắp đặt bộ điều khiển điện áp cao hơn, chúng ta có thể đạt được động lực lên tới thậm chí 200 cây số giờ. Vì ở đây tiềm năng dự trữ của động cơ điện này là rất lớn. Lúc cao điểm nó có thể cho ra 150, có thể còn nhiều kW hơn nữa.
Tức là tôi sạc một lần và cả tuần lái xe vòng quanh thành phố, vòng quanh vùng ngoại ô cho đến cuối tuần sau, cho đến lần sạc tiếp theo. Và tôi chỉ tiêu tốn 24 kWh cho việc này. Nếu mà nhân với giá cước điện vẫn chẳng là gì cả. Không cần phải thay má phanh, chúng là vĩnh cửu, phanh bằng cách thu hồi năng lượng. Động cơ không cần dầu, chỉ có đúng hai vòng bi thôi. Dầu trong hộp số phải thay sau mỗi lần chạy 60.000 cây số cơ, chỉ mất nửa lít, thế là hết. Ngoài ra còn có một ý tưởng để thử nghiệm chiếc ô tô điện này chỉ dùng năng lượng mặt trời. Đó là ngắt ắc quy đi, đặt một tấm pin mặt trời 300W trên mái xe và bạn có thể chạy lái xe cả ngày. Rất nhiều ấn tượng, tôi thích chế độ tiết kiệm. Thật sự tôi đã tận mắt chứng kiến khi chạy xe với tốc độ 50 cây số giờ. Mức tiêu thụ chỉ là 3A, tức là xấp xỉ 300W. Thật ngoạn mục khi chiếc xe đang đỗ mà vụt phóng nhanh và tăng tốc lên tới 70 cây số giờ. Như một người tiêu dùng, tôi thực sự rất là thích nó. Vâng, thật sự rất đáng để chuyển đổi các xe ô tô. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc các bạn đầy yêu thương và sức khỏe. Tạm biệt.